Xin chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi video của HanMusic. Trở lại với mọi người hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm guitar cực kỳ chất lượng và nó được nằm ở trong phân khúc trung cấp của hãng Flamenco. Đây là một cái đàn có tên là F7CCE, một thương hiệu của Tây Ban Nha, được sản xuất tại Trung Quốc. Thì xin mời quý vị nhìn qua về ngoại hình của cái đàn này nhé. Rồi, bây giờ em sẽ đi đến phần review ngay cho mọi người đây. Thưa quý vị, đây là một cái đàn guitar classic và nó được thiết kế theo dáng classic truyền thống và có cutaway ở đây. Dáng full size nhé quý vị nhé. Bản cân của cái đàn này là bản cân 50mm. Rất thích hợp với những ai chúng ta vừa chơi đệm hát vừa chơi cổ điển. Nó là dạng nửa cổ điển nửa đệm hát. Rất là ok. Và cảm giác bấm của cái đàn này rất là tuyệt vời. Đặc biệt là cái đàn này có action rất là tốt. Mọi người chơi lâu cũng không có sợ đau tay. Rồi đi vào phần thông số kỹ thuật thì cái đàn này nó sẽ được làm mặt top là gỗ cedar solid và lưng hông của chúng ta nó là gỗ zircote. Đấy. Và mọi người cũng đã biết rồi thì zircote là một loại gỗ khá là cao cấp và khá là tốt để dùng làm chế tác guitar. Những cái đàn guitar cao cấp thì được chế tác từ zircote rất là nhiều quý vị nhé. Và zircote này là laminate nhé quý vị. Đấy. Đương nhiên rồi, dưới tầm khoảng 1.000 đô thì rất là khó kiếm zircote solid, đặc biệt là những cái đàn nước ngoài. Đấy. Thì cấu hình như vậy cũng rất là ok rồi mọi người nhé. Đấy. Đối với hãng Flamenco thì cấu hình như vậy là cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy. Hãng rất uy tín mà. Và cần đàn của chúng ta là gỗ mahogany, cũng như những cái đàn cao cấp trung cấp khác. Và cái đàn này đặc biệt ở chỗ là nó được gắn kèm sẵn một chiếc EQ Flamenco Pro. Đây là một chiếc EQ có thể phát hiệu ứng trực tiếp ra thùng đàn mà không cần phải kết nối ra loa. Rất là tuyệt vời đối với những ai chúng ta hay sử dụng hiệu ứng khi chơi tập thể cũng như là chơi một mình. Đấy. Nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là hay. Nó có delay và có reverb và nó bắt được tiếng mic thùng nữa nha quý vị nhé. Đấy, chúng ta chơi fingerstyle, gõ thùng hay là tác động vô mặt thùng, mặt cần hoặc là cái đàn này thì nó đều bắt được tiếng rất là nhạy nha quý vị. Và cái đàn này thì cũng như những cái đàn cao cấp khác là nó được làm cực kỳ chỉnh chu. Đấy, từ những cái đường sơn này, những cái đường dán ngựa này, nó rất là tuyệt vời. Và gần như là không có một vết gì ở trên cái đàn này. Không có một vết cấn sơn hoặc là những cái vết bẩn bụi nào còn dính ở trên cái đàn này. Ngay cả cái chỗ khóa đàn này thì ở bên trong cũng được sơn rất là chỉnh chu và gắn bóng rất là kỹ. Cho nên là không hề có một cặn gỗ hay là một cái bụi nào ở mấy cái chỗ này cả. Mặt cần của chúng ta cũng như là cầu ngựa này thì nó được làm bằng gỗ cẩm Ấn Độ Indian Rosewood. Khá là cứng và cho cảm giác bấm rất là chắc tay. Những cái nốt ở trên cái đàn này nó rất là chắc chắn. Nghe nó rất là tuyệt vời và âm thanh nó rất là hay. Rồi em xin miêu tả sơ về âm thanh của cái đàn này. Thì đây là một cái đàn có âm sắc khá là trầm ấm. Những cái dải trầm của nó rất là quyện. Cũng như là tất cả toàn bộ cái dải của nó thì đều rất là quyện. Nhưng mà đặc biệt nhất của cái đàn này thì nó sẽ là cái phần dải trầm. Nếu mà quý vị có thể nghe ở trên một chiếc loa đủ các tần số, một cái chiếc loa tốt thì quý vị sẽ nghe được âm của cái đàn này khá là chính xác. Em thu bằng thiết bị micro chuyên dụng để thu nhạc cụ cho nên là nó sẽ khá là chính xác so với ngoài thực tế quý vị nhé. Và nếu mà quý vị nào chúng ta không có điều kiện có một chiếc loa tốt thì quý vị hãy đeo tai phone vào. Và cũng lưu ý cho em là một chiếc tai phone cũng phải khá tốt trở lên thì mới nghe được âm sắc của cây đàn này nó hay và nó tuyệt vời như thế nào. Và nói sơ về giả chép của cái đàn này thì nó có một giả chép khá là trung hòa, khá là quyện và những cái nốt mà chúng ta lead ở trên cây đàn này, chơi lead thì rất là ok, chơi solo, chơi đệm hát rất là tuyệt vời. Về phần cổ điển thì cái đàn này sẽ không có quá nổi trội ha. Tại vì nó được làm thiết kế theo dạng semi, dạng bán cổ điển mà. Cho nên là nó sẽ chơi cổ điển ở mức là trung bình khá. Đấy, nó sẽ mặn về khả năng chơi đệm hát solo cũng như là lead.
Đây là chỉ của cái đèn này thì em cũng không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng mà em chỉ thấy là nó khá là đẹp ha. Đây là chỉ mặt thùng và roster, chỉ miệng lỗ này cũng rất là đẹp, nhìn nó có một cái kiến trúc khá là thời phục hưng. Ngựa đàn của chúng ta thì đương nhiên là đều là xương hết nhé quý vị nhé. Đấy. Ngựa và lược đàn đều là xương hết, xương bò nguyên chất, rất là tuyệt vời. Và khóa đàn của chúng ta thì nó là khóa vàng và tay nắm của nó là màu đen, trông rất là đẹp và nhìn cái đàn khá là cao cấp ha. Đấy. Mặc dù nó chỉ nằm ở trong phân khúc tầm trung của hãng thôi, nhưng mà nó được trang bị toàn là những thứ tốt thôi. Và ở trên đầu đàn của chúng ta cũng được in logo của Flamenco à, rất là đẹp. Nhìn tổng thể cái đàn này rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Rất là tuyệt vời, rất là bóng. Rồi thì em đã đi với mọi người về phần ngoại quan cũng như là thông số kỹ thuật của cái đàn Flamenco F7CCE, và xin mời mọi người đến ngay với phần test âm thanh của cây đàn này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ test thử tiếng mộc. Thank you.
tiếng delay. Đối với cái đàn guitar Flamenco F7C CE thì khi mua cái đàn thì chúng ta sẽ được hãng tặng kèm một chiếc bao rất là đẹp và tuyệt vời như thế này đây. Một chiếc bao rất là chắc chắn, cứng cáp, cũng như là nó có một cái thiết kế rất là đẹp ha. Có in logo của hãng và bên trong chúng ta có cả gối cần luôn. Đấy, có gối cần nha quý vị nhá. À, rất là tuyệt vời, rất đẹp luôn ha. Và ngoài ra thì nó sẽ có một số phụ kiện tặng kèm. Thì khi đến trực tiếp cửa hàng thì em sẽ tư vấn cho quý vị thêm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa trải nghiệm qua cái đàn guitar Flamenco F7C CE. Và theo em đánh giá đây là một cái đàn khá tốt trong phân khúc tầm trung của hãng. Và nó có kết cấu rất là chắc chắn cũng như là âm thanh rất là trung hòa, rất là quyện. Đặc biệt là giải trầm cực kỳ ấm. Và nếu chúng ta có ý kiến gì thì xin mời mọi người comment ở dưới phần bình luận cho em biết với nhá. Và nếu mọi người quan tâm cái đàn này thì mọi người hãy đến trực tiếp cửa hàng của Harmonic để test âm thanh cũng như là trải nghiệm thực tế cái đàn này. Và nếu mọi người có nhu cầu mua hàng online hoặc là mua hàng trực tiếp thì hãy ủng hộ Harmonic nhá. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên để lại một phần bình luận, một lượt like cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của Harmonic và giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video hơn nữa phục vụ quý anh chị em. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin chào.